Lúc nào mình chia sẻ với các bạn thì mình cũng đề cập tới cái câu cái tụi cộng sản nó chỉ biết lo để bảo vệ cái đảng của nó thôi, chứ nó không có biết làm cái gì để giúp nhân dân. Phần đông các bạn ở Việt Nam, các bạn sống thờ ơ với quê hương của tổ quốc của các bạn quá, cho nên các bạn sẽ cảm thấy những cái lời của mình nói nó hơi nặng nề. Nhưng làm con người á, con người là các bạn phải có cái lòng nhân đạo. Thì trong cái tiếng Mỹ đó họ hay dùng đó là cái từ empathy. Empathy, nhân đạo. Khi nào mà các bạn nằm trong một cái cảnh đó, các bạn là một cái đảng viên, các bạn từng phục vụ ở trên chiến trường, mà khi các bạn về hưu mà các bạn có những cái đứa con đứa cháu bị bệnh nằm ở bệnh viện kém chất lượng, với cái chức vụ đảng viên của các bạn trở về làm người dân, cái đồng lương ít ỏi từ ở cái đồng lương về hưu của các bạn không đủ khả năng để nuôi con cháu của các bạn trong cái lúc bệnh hoạn trị bệnh, thì đến lúc đó các bạn mới hiểu tại sao cái thằng cha nội quốc này tối ngày cứ nói về cái vấn đề đảng cộng sản nó không có giúp đỡ gì cho dân. Có một số bạn không có giỏi tính toán, còn biện hộ nói tôi rất là hài lòng. Tôi rất là hài lòng sống ở Việt Nam. Nếu như các bạn nào mà không tin mình nói đó, thử thời mà các bạn có tiền có bạc mà các bạn đi ra các bạn xin chính phủ Việt Nam, các bạn nói bây giờ mấy thằng cha nội không có lo cho dân, mấy thằng cha nội không có xây bệnh viện 5 sao, bây giờ tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền ra mua đất mua đai, tôi bỏ tiền ra tôi xây khách sạn 5 sao, mình hứa chắc với các bạn luôn á, các bạn nằm mơ mà họ còn chưa giấy chưa có dám cấp 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 phép cho các bạn nữa. Tại sao? Tại vì họ là một cái nước cộng sản. Cộng sản thì làm gì mà có cái chuyện tư nhân. Các bạn nằm mơ mà các bạn đòi xây bệnh viện tư nhân. Các bạn thử các bạn có tiền đi, chứ đừng có bà đặt hỏi anh Quốc anh có giúp cái gì được cho bà con ở Việt Nam chưa mà anh bà đặt lên tiếng. Bây giờ các bạn có tiền có bạc, các bạn đi lên chính phủ các bạn nói bây giờ tôi muốn xây khách sạn bệnh viện, xây bệnh viện 5 sao. Không phải xây khách sạn mà là xây bệnh viện 5 sao, bệnh viện tư. Họ sẽ từ chối bạn ngay. Cái lý do tại sao họ từ chối các bạn là bởi vì cái thế giới cộng sản này không có cái chuyện mà 100% tư nhân được. Các bạn chưa có đụng vô thì các bạn không có hiểu những cái người mà người ta từng ở nước ngoài mà người ta muốn nhập dụng cụ y khoa về Việt Nam để mà người ta muốn làm từ thiện đó. Những cái người này muốn nhập những cái dụng cụ y khoa về Việt Nam làm từ thiện mà họ chưa bao giờ có được một cái giấy được có cái giấy miễn thuế. Cộng sản họ không có cho bạn. Còn chẳng qua đó các bạn mà đi chạy chọt giấy tờ đó, mấy cái ông mà Ủy ban Nhân dân lụi đó,
để mình giải mã cái tẩy mà tại sao các bạn thấy có cái nhiều cái công trình này, cái công trình kia mà họ tới họ cưỡng chiếm, họ họ nói xây trái phép không? Không phải là xây trái phép. Như cái câu chuyện ngày xưa đó, mình có quen mấy cái người làm neo đó, người ta về bển, người ta hùng tiền xây khách sạn đó. Thời xưa thập niên cách nay mười mấy năm đó, thì tiền nó còn có giá, người ta bỏ đâu 1 triệu mấy đô để xây cái khách sạn nhỏ nhỏ đó. Xây xong họ họ không cho khánh thành, thì cái clip trước mình đã kể. Có nghĩa là tại sao? Tại vì mấy cái ông nội, có một cái số ông nội mà kiểu như có cái quyền lực mà không không có đúng đó, rồi bắt đầu muốn ăn hối lộ. Cái chạy chọt giấy bậy giấy bạ, cất cấp giấy gấp giấy bậy giấy bạ các bạn xây lên những cái công trình này, những cái công trình kia. Cái mấy cái ông mà thật sự có quyền á, mấy ông tới mấy ông nói ủa, cái khu vực này là cái mé biển Vũng Tàu, cái đất quy hoạch này của chúng tôi đâu có cho phép mấy anh dám xây khách sạn hay là mở cái này mở cái kia ra, mà cái anh dám thi công trong vòng 2 tuần lễ các anh không dẹp tụi tôi xuống, gửi công an xuống cưỡng chiếm. Đã nói là một cái nước cộng sản rồi, các bạn đừng có nằm mơ. Cái mình đang nói với các bạn, đang chia sẻ với các bạn hiện bây giờ đó là mình nói về cái vấn đề. Nếu như các bạn có lòng, có tâm với đồng bào, với tổ quốc, quê hương, các bạn có khả năng, có tiền, các bạn muốn xây ra một cái bệnh viện 5 sao, tổ cộng sản nó không cho, nhất định nó không cho các bạn. Là như mình đã nói, cái thế giới cộng sản mà tại sao nó cho các bạn 100% vốn tư nhân, các bạn hiểu không? Bởi vì các bạn nhìn ở trên đất nước Việt Nam của mình đi, có nhiều cái công trình hiện bây giờ họ đăng báo, họ nói xây sai trái phép. Mấy cái người này không phải là xây trái phép, mấy người này là được cấp phép, nhưng mà mấy người này cấp phép lụi. Các bạn hiểu không? Các bạn chạy giấy tờ, các bạn xin giấy tờ, các bạn lo thủ tục giấy tờ đó, mà cái bằng cấp họ cấp cho bạn là cái người mà không có quyền quyền hành, cấp đại đó, cấp lậu đó, cấp chui đó đó. Cái các bạn nói bây giờ các bạn xin giấy phép xây bệnh viện, bệnh viện tư, muốn xây một cái bệnh viện 5 sao, cái mấy cái ông này cấp giấy phép chui cho các bạn. Các bạn bỏ vốn đầu tư vô, mướn cần cẩu đồ tới thi công, nó đợi cho các bạn làm hoàn thành cái móng xong xuôi cái tại vì lực cộng sản là lực gừng mà, các bạn nên nhớ. Nó ụp vô, nó nói ai cho anh phép mà anh xây cái bệnh viện 5 sao ở cái công trình này, cái khu vực này. Mặc dù là các bạn xỉ vô cái bản mặt đó, nói tụi tôi mấy ông nội đảng cộng sản không biết lo cho dân, mấy ông đường đường mấy ông nói cái miệng của mấy ông gì, dân lo cho dân lo không được. Thì thôi bây giờ tụi tôi có tiền, tụi tôi khả năng tụi tôi xây bệnh viện 5 sao, bệnh viện tư. Không, nhất định không. Nó chơi lực gừng. Các bạn á, ở Việt Nam mà các bạn xây nhà, xây cửa,
mà lỡ như có 2-3 cái đống cát đống gì dọn dẹp không sạch, nọ trong vòng 2-3 ngày là nó gửi mấy cái ông tổ dân phố, mà mấy cái ông coi về cái khu vực dân cư đó, tới là dẹp các bạn liền. Chứ ở đằng đó mà nói xây công trình mà người ta xây hoàn thành cái móng rồi, các bạn biết phải mất thời gian bao nhiêu tuần lễ người ta kéo được mấy cái cần đổ tới. Vậy mà tụi nó láo phét, tụi nó cho là xây trái phép, trong khi người ta bỏ ra đâu nửa năm, gần một năm để người ta xào bới làm những cái móng. Các bạn biết không, bên trong nó lộn xộn, nó lẹo tẹo, nó ăn không được, nó chia năm xẻ bảy xong xuôi rồi nó không, nó chia không xong rồi nó ngưng công trình của người ta. Nó quay qua nó nói người ta xây cái này xây cái kia bị trái phép. Mà các bạn thấy trên toàn thế giới không, có cái nước nào Thái Lan đồ này nọ có bao giờ mà có ai mà trái phép cái gì không?